Xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Nông Cơ Duy Hải và Thắng Máy Cưa Xích. Hôm nay bên em rất hân hạnh lên sóng giới thiệu cho mọi người một lô máy cưa xích Nhật bãi, gồm những máy bơm nước và máy cưa. Thì trong lô máy ngày hôm nay thì bên em đã lựa cho mọi người một phân khúc dưới 2 triệu. Thì nhiều quý vị có điện thoại hỏi em này, có cái máy nào tầm triệu mấy không? Thì thật ra thì bên em này bán đa dạng mẫu mã sản phẩm, thì Nhật bãi có mà máy mới có. Thì tùy theo phân khúc mọi người lựa chọn. Ví dụ mọi người cưa gia đình, mọi người muốn mua cái máy mà tầm triệu mấy thì bên em sẽ cung cấp cho mọi người những cái sản phẩm triệu mấy thôi, khoảng 2 triệu quay đầu. Và lô máy ngày hôm nay thì hy vọng là sẽ được quý vị, anh chị và các bạn ủng hộ nhiệt tình ha. Và trong lô máy ngày hôm nay thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển cho quý vị. Tức là quý vị trên cái tay cầm đã cùng giá bán sản phẩm rồi. Và quý vị lưu ý không vui lòng không trả giá nhé, tại vì em đã để giá tốt nhất rồi và bao ship nữa. Thì bên em là cố gắng bán cho quý vị, anh chị và các bạn là một cái giá thật là tốt nhất. Đó, giá tốt nhất và những cái con máy chất lượng. Và bên em thì sẽ bảo hành cho quý vị, anh chị và các bạn là 12 tháng bao lột nòng. Đó, sản phẩm sẽ bảo hành 12 tháng bao lột nòng. Ngoài ra thì quý vị, anh chị và các bạn mua sẽ được tặng kèm 3 món đồ. Đầu tiên là một cái típ mở buji, thứ hai đó là một cây rũa, thứ ba là một cái buji sờ cua, tức là 3 món đồ. Còn quý vị anh chị nào mà chuyển khoản đủ thì bên em sẽ khuyến mại tặng cho quý vị đó một lon nhớt hai hiệu hai thùy ha, lon nhớt trị giá hơn 100.000 đó, một lon nhớt thế này, một lít ha, hơn 100.000 cho quý vị anh chị nào chuyển khoản đủ giá trị của cái máy. Ví dụ như máy 1.700.000 quý vị anh chuyển khoản đủ thì sẽ được miễn phí ha. Ok rồi. Đó là những cái quà tặng và cũng như là cái bảo hành mà cửa hàng mang đến cho quý khách hàng. Và hôm nay thì giới thiệu đến mọi người những cái lô máy mà đồng giá 1.200.000, 1.700.000, 1.800.000 và 2.000.000. Đó là những cái phân khúc mà em nghĩ là nó phù hợp với các bác nông dân trên đất nước mình là sử dụng những cái máy mà giá rẻ mà của hàng Nhật bãi. Và mọi người cùng theo chân em coi cái lô máy hôm nay xem như thế nào. Và lô máy ngày nay thì em không có test tiếng nổ ha, em sẽ quay video chi tiết từng cây thôi đó cho mọi người coi. Và ngoài ra thì quý vị anh chị nào muốn mua hàng thì vui lòng gọi được trực tiếp số điện thoại là 0974644913. Số điện thoại có sử dụng Zalo, mọi người có thể kết bạn Zalo của em và nhắn tin cho em con máy D1, D2, D3 còn hay không, và có thể là gọi trực tiếp video này hay là em sẽ quay video này gửi qua Zalo cho quý vị anh chị và các bạn coi. Coi cảm thấy ok thì đặt cọc thôi, đặt cọc một ít tiền, ví dụ như là đặt cọc phí vận bên em là đặt cọc ít nhất là 200.000. Khi có cọc thì quý vị anh chị và các bạn là cung cấp địa chỉ số điện thoại rõ ràng ra là bên em ship hàng. Hàng tới nơi thì anh em quý vị sẽ được kiểm tra hàng, test máy. Cảm thấy ok thì thanh toán nốt số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng là xong. Thủ tục thì nó rất là đơn giản. Còn vấn đề bảo hành thì như em nói trên ấy, là sẽ bảo hành sản phẩm là 12 tháng bao lột nòng cho quý vị anh chị và các bạn nhé. Và bây giờ mọi người cùng theo chân em đến cái lô máy xa xa kia. Đó là 30 cây. Đó, mọi người coi và mọi người thích con nào thì mọi người nhấc điện thoại lên gọi số điện thoại là 0974644973 gặp Thắng ha. Rồi em cùng mọi người ra đây một chút ha, em sẽ quay camera sau lại. Thì bây giờ là thật sự mọi người nó rất là nắng, mọi người thông cảm, em cũng cố gắng nhiệt tình quay cho mọi người. Thì trong lô ngày hôm nay thì em sẽ không thanh lý bất kỳ một con máy nào cả, mà giá nó rất là tốt và giá cũng bao gồm phí vận chuyển cho mọi người rồi, mọi người vui lòng không trả giá ha. Rồi ở đây thì hàng một là dáng là có, em không biết anh lính anh để D1, D2 là như thế nào nữa. Ôi trời ơi, ông viết từ trên kia ra là ok. Vậy thì em giới thiệu sơ qua để cho mọi người có nhìn cái, có thể trước khi mọi người quay video thì mọi người có thể bấm trên màn hình nhấp nhấp vài cái để cho nó tời nhanh vài giây ha. Trên điện thoại á, là mọi người phải làm như vậy ha. Còn nếu mà trên mọi người sử dụng trên máy TV thì mọi người có thể là điều chỉnh cái nút chạy nhanh một chút ha. Rồi thì ở đây là 246 con máy bơm nước Nhật bãi hãng Kawasaki TF24. Những con máy này thì được bao giá 1.200.000 hết, đồng giá 1.200.000 và bao ship ha. Cái hàng này là 1.200.000 bao ship hết mọi người ha. Còn cái hàng này thì tự giá toàn 1.800.000 tay dài tay cụt, đồng giá 1.800.000. Đấm, em sẽ để riêng như thế này. Thì có những cái thương hiệu Tanaka này, Hitachi, Zenrot, Komatsu, Ryobi, Echo. Và bơm nước này hầu như toàn là Kawasaki ha. Rồi tiếp sang cái hàng nhiều hơn nữa, đó là cái hàng một giá phân khúc giá 1.700.000 Shinaway, Hitachi, Tanaka, Hitachi gì đó, Zenrot, Komatsu, Ryobi nữa mọi người đó, Tanaka và máy Trung Quốc xuất Nhật ha.
Đó là hàng toàn giá 1,7 triệu. Rồi. Và hàng trên cùng thì có vỏn vẹn vài con giá 1,6 triệu, 1,9 triệu, rồi 2 triệu. Đó, chỉ có mấy cái mẫu như thế thôi. Thì trong lô ngày hôm nay thì em, như em nói ngay từ ban đầu ấy, là em sẽ lựa cho mọi người là những cái phân khúc mà giá 2 triệu quay đầu. Thì trong này thì mọi người cưa tay cụt tay già thì mọi người cứ việc điện thoại ha. Ví dụ như con em giả sử nếu em bán một con, bất kỳ một con trong lô D này, thì quý vị anh chị và các bạn cứ hỏi xem còn hay không. Nếu còn có con tương tự như vậy mà em chưa dọn nổ, ví dụ như này em nổ con này thì em bán, còn có một số con nó như vậy tương tự như vậy em chưa quay, thì quý vị anh chị và các bạn cứ liên hệ thì bên em còn thì bên em bán cho mọi người ha. Rồi rồi mọi người lưu ý nhá, giá là bao ship hết rồi. Ok, mình bắt đầu vào review ha. Đầu tiên là một con máy cưa xích. Em sẽ nói nhanh để mọi người biết về cái vấn đề review của bên em này. Em sẽ nói về lam xích là dài bao nhiêu, tức là cưa được bao nhiêu ha. Rồi. Và có trợ lực hay không, và máy này bao nhiêu cc, và để quý khách hàng nắm được ha. Rồi, trước mắt mọi người đây là một con máy cưa xích Makita, nhãn hiệu D1, giá 2 triệu. Makita ME333T. Thì con này là có trợ lực này, có kháng xích này, lam cắt được cả 35 cm, bơm xăng phụ mọi thứ ok đầy đủ, và dung tích xi lanh của nó lên tới 33 cc, bít tông là 37 ly. Đó, máy móc tốt nguyên zin rất là đẹp. Nhưng khi con này thì mọi người để khởi động trong nổ luôn được quá, tại vì một số con này em cũng nổ rồi, có số con chưa hết xăng rồi, bơm xăng chậm đó mọi người, nhìn cái thử ra không nổ không, không nổ rồi, mới bơm xăng thấy nó yếu đó. Thì đại đa phần là em đã dọn nổ ngon lành cả nhà hết rồi, nên bán cho mọi người cứ liên hệ ha. Rồi con một D1 ha, giá là 2 triệu. Rồi tiếp theo cái con này thì nó cũng giống như con Makita thôi, nhưng mà riêng cái phân khúc con này thì nó lại không có trợ lực, còn cũng làm cắt 3,5 tấc, kháng xích có luôn, và giá hàng 2 triệu, và mũ ba rất là đẹp nha mọi người, mới tinh ha, chưa xài luôn. Đấy, rất là mới. Con này thì nó tầm nó độc số đầu thì tầm khoảng 30 cc nha mọi người. Rồi, ok. Đó, Ruby ha. Có chất luôn mọi người nha. Rồi, tiếp theo con D3 là một con Estin nhá. Estin này Estin 009. Em để cho mọi người giá 1,9 triệu ha, D3. Thì con này thì cái lam cắt được 3 tấc thôi, có thắng xích. Con này thì khá là mạnh, con này dung tích xi lanh nó tầm khoảng 34 cc gì đó. Mọi người ha, Estin. Mọi người cần thì cứ liên hệ để em test máy cho mọi người. Rồi, ok, mình sang con D4 giá 1,9 triệu nhá. Con này thì 35 cc. Con này là hiệu Tanaka BMS352. Cây này làm cắt được 3 tấc nha mọi người ha. Cưa được 3 tấc, máy móc tốt nguyên zin. Sản phẩm bên em bán thì sẽ bảo hành vào cho mọi người nhá, và bao zin tặng đủ đồ. Giá bao gồm phí vận chuyển cho mọi người luôn. Đó, ok. 35 cc con Tanaka D4. Rồi mọi người cùng sang con Hitachi. Con này 33 cc nha mọi người. Hitachi Hitachi sẽ vào 3 mấy này. Con này thì có trợ lực này, lam cắt được 3,5 tấc này, có thắng xích này. Bơm xăng phụ mọi thứ, con này như là full chức năng luôn mọi người ha. Đó, giá 1,6 triệu thôi à, rẻ ha. Rồi, D5. Ok. Rồi mình cùng sang con hàng bên kia, chắc D6 nằm bên kia ha. Thế giá hàng này thì đều là giống giá 1,7 triệu. Thì em sẽ quay cho mọi người coi. Con này là một con máy em còn review cho mọi người cây số 6 ha. Cây D6 này là một con top sun. Hàng này là hàng Trung Quốc xuất sang Nhật ha. Hàng khá là chất lượng, bị trong con Wambro luôn. Nói chung là hàng chất lượng thôi, chẳng qua nó cạnh tranh với những cái hàng nội địa của Nhật đó. Giá rẻ. Cái lam này cắt được 3 tấc nha mọi người. Xích mini 91. Con này tầm khoảng 35 cc thôi. Máy to, khỏe. Thắng xích còn luôn ha. Đó, top xuống. Rồi giá 1,7 triệu luôn. Ở cái dàn này giá cả đồng giá 1,7 triệu nha mọi người, trên tay cầm ha. Thì em mới quay máy thôi. Mẫu này là mẫu Ryobi AS32A, con này 32 cc nha mọi người. Và hàng này hàng Ryobi. Cái lam cũng 3 tấc luôn. 32 cc. Đây, quay trên một cửa. Kết chạy nổ em ha. Rồi. 32 cc. Sang con tay cụt này cũng giá 1,7 triệu, nó là hiệu Tanaka BMS330A D8. Giá 1,7 triệu luôn. Lam này cắt được 3,5 tấc mọi người nhá. Có tăng xích trên thanh lam luôn, tự động trên thanh lam luôn. Đấy, 33
này là 330A, này nó là 33cc luôn ha. Rồi tiếp theo con D9 là một con Makita là 2930. Thì con này thì mọi người nhìn thấy cái hướng phương nằm không? Cái này nòng nằm này, cúp bàn tay xuống, còn này nòng đứng lên. Thì cái hàng mà tay cụp mà nòng đứng này rất là ít có, là lâu có. Con D9 này giá có 1,7 triệu thôi, làm thật 3,5 tấc nha mọi người. Đó, tức là thiết kế nên mọi người muốn sử dụng nòng đứng mà cắt theo cái kiểu mà đứng nhiều mà 30 trên đấy thì dùng con này. Con này thì nó 2930A là tức 29cc. Đây rú bông xăng phụ nó ở đây. Đó, e gió nó nằm đây. Đó, mọi người kéo là giật vài cái là nó nổ thôi. Đó, mọi người biết chi tiết thì cứ ưng con máy này thì liên hệ Zalo để em quay video rồi em, hay là gọi trực tiếp em hướng dẫn mọi người cách sử dụng luôn. Rồi khi mọi người sử dụng thì có vấn đề gì thì lại cứ liên hệ để bên em còn hướng dẫn mọi người tiếp ha. Tại vì mình đã giao lưu nha, giao lưu còn dài dài mà, chứ đâu phải là mua xong là xong đâu. Rồi, còn một con máy tiếp theo là Zenot Komatsu G300AV, con này 30cc. Con này piston nó tầm 36 ly. Rồi con này thì sử dụng xích chuột, lam cắt được 3 tấc ha. Máy khá là đẹp, mới tinh. Đó. Giá 1,7 triệu luôn, 30cc cho mọi người ha. Còn một con Zenot Komatsu, bao êm luôn. Rồi, tiếp theo đây là một con D11, hiệu Ryubi ES 29A, 29, con này 29L. Làm cắt được 3,5 tấc nha mọi người ha. 3,5 tấc, máy này nói chung là quá đẹp luôn, quá xuất sắc. Đấy không? Quá xuất sắc luôn. Đấy. Đây này. Con này 29cc nha mọi người. Ok. Rồi, tiếp theo là con D12. Con này Tanaka 3302, 33cc luôn mọi người, biết tông 37 ly ha. Để em xách vào đây review cho mọi người xem trong nó. Nóng quá. Nóng quá trời luôn. D12 giá 1,7 triệu cho mọi người. Rất là xuất sắc ha. Tanaka. Đấy. 3302. Cắt gia đình thì khỏi nói ha, làm cắt được 3,5 tấc nha mọi người. Đấy, 33cc, ok. Rồi, mọi người chờ. Rồi, ok mọi người. Rồi, ở đây là con D13 nha mọi người ha, Zenot Komatsu. Con này cũng G luôn, giá 1,8 triệu mọi người ha, đẹp ha. Ôi trời, làm 14.000 luôn. Rất là đẹp, rất sắc luôn. Đấy, G3100, 31cc, tay dài, 1,8 triệu nha mọi người, mới tinh. Rồi, ok. Xem con D14, giá cũng đồng giá luôn ha. Làm cắt được 2 tấc à. Mọi người thích làm dài hơn thì cứ báo em đổi cho mọi người làm dài hơn ha. Mới tinh ha. G250 ha. Rồi. Con này thì nó 25cc nha mọi người ha. Piston tầm 34 gì đó. D14 sang D15 này. Nắng quá mình xếp chồng lên luôn. Con này BMS 290. Cây lam mà là tắt được 3 tấc. Đó, con này thì khá là mạnh ha, hai ốc chân lam này. 290. Xuất sắc luôn. Đẹp ha. Mà không mới. Tinh luôn. Rồi, con này thì cũng gọi giá 1,7 triệu và con này 29cc nha mọi người ha. 16 là con nào rồi? 18 rồi. Đây, 16 là mọi người ha. 16 là một con Hitachi. Con này thì em không biết số đâu nhưng mà nó à đây 33cc luôn mọi người, giống như 330A đó, nó giống như mẫu kia thôi. Này, Hitachi ha. Lam mà cắt được 3,5 tấc, xích mini chân 91, có tăng xích tự động trên thanh lam. Giá 1,7 triệu cho mọi người ha. Đẹp xuất sắc. Ok. 33cc. Rồi con Hitachi CS này thì nó cũng con này thì nó tầm khoảng 30 mấy cc thôi. Đó. Mã hiệu nó là CS 35. Lam gần 3,5 tấc luôn. 3,5 tấc cho mọi người luôn. Còn thắng xích rồi mọi người ha. Con này mà nó giá này là quá tốt rồi mọi người, 3,7 triệu là giá rẻ đấy đó. Còn mẫu form đúng là nếu mà G-Ring nó cao tiền hơn nhiều.
Rồi con đó là đề 18. Thằng đề ôi chết cha, lộn mẹ rồi, đề 18, đề 17 chưa review. Rồi ok, thì không sao, mọi người cứ nhìn đề là được ha. Con đề 17 và con Sinaway là 323. Con này thì riêng về nói tiếng nổ thì nổ không phải suy nghĩ, cực chất luôn, bao phê luôn, ngon vô cùng luôn. Nó còn làm này, làm mà nó thì cắt được 3 tấc. Đó, bơ xong phụ một thứ đầy đủ ha. Mẫu ma máy đẹp, con này cắt thì giá chiến lắm mọi người, ngọt vô cùng, cực chất luôn. Rồi 8,7 triệu ha, 32cc. Dạ rồi, đây mà xong cái hàng mà mỗi giá 1,7-1,8 triệu ha mọi người ha, 1,7 triệu ha. À có mỗi coi còn cái dàn Note G310 là 1,8 triệu mà đâu toàn 1,7 triệu không. Rồi bây giờ mình cùng sang cái dàn mà toàn 1,8 triệu cho mọi người ha. Mình sẽ lấy lại gần đây ha, quay cho mọi người. Rồi sang đây thì là những cái con D19 thì nó là những cái bơm nước nhá. Kawasaki 22 này, con này mời mọi người chỉ mở khóa xăng thôi, khóa xăng này, đóng e lên đây, đây là khóa xăng là mọi người giật thôi, giật thẻ cho mọi người ga lên tí này, cái này nó ấy rồi. Để nổ cái khác đi ha, còn xăng còn xíu không nổ. Đây mình coi nha, đó thì nói chung là nó bơm đầy đủ hết mọi người ha. Đây, cái ống này cái đầu ra là ra ren 21 này, rất là thông dụng nhé, ống nước lên tưới mini giá 1,2 triệu thôi mọi người ha. Rồi con này cho mình xem nào, Kawasaki TF22 luôn. Đó, cũng vậy thôi, cũng bị trang con kiểu như này ga đây. Cái này thì nó ở đây thì như cái bình là vừa mình thử này, nó nhẹ quá là mọi người không, thì mọi người xích cái ốc này nó sẽ năng lại, tức là nó để nó giữ nguyên ga, gọi là cái chiếc ga chết á nhá, mọi người lưu ý cái vấn đề ha. Rồi sang con 21 rồi, 21 cái lô này thì đồng giá mọi thích đánh nào lấy ha. Đấy, điều quét ra rồi, cũng bơm nước nó ống 21 đó, ôi trời chơi chất quá. Con này ga nằm đây, đây là những cái thông số kỹ thuật lưu lượng bơm gì của nó này. Đó, rồi sang 2D22 cũng vậy luôn ha, Kawasaki này. Chung là máy này nó dễ nổ lắm, mình xuống trên đồ này, xăng nó xuống là nó nổ vô cùng dễ, vô cùng luôn. Đấy. À, ok. D22. Xong D23 thì nó cũng vậy nha mọi người ha. Cũng đều là 21 nhỏ như nhau ha. Còn là Kawasaki F22 luôn. Đấy. 24 cũng vậy luôn ha. Con nào cũng mới tình vậy. À con này 22 không phải 24 đâu. Đều 22 hết. Đó, ok. Đây giảm bơm nước ha, ai thích thì mua ha. Rồi mình sang nốt giảm máy cưa này. Cho xong lâu này ha. Rồi xem là cái con thấp nhất. Vậy là con này chắc đi 26 25 ha. 25 là con Echo 281 ha. Đó, Echo 281 mới tinh chứ chưa xài ha, rất là mới, rất là mới luôn ha. Đấy, mới kinh khủng luôn, 1,8 triệu cho mọi người, làm Echo luôn, nó làm này cắt được 3,5 tấc, chả nóng, nóng nóng ghê. Để con này nổ bốc lắm mọi người, sức người gia đình thì lì lắm, Echo thì mình lì bền bỉ. Đó, 28cc nha mọi người. Ok. Rồi sang con này là 25cc này. Giannot Komatsu G250. Sinaway lam này thì cắt được 3 tấc luôn. Đấy. Rất là đẹp cho mọi người luôn. G250 ha. Tách cụt hàng hệ. Rồi sang con D27. 7 là thương hiệu là đến từ Ryobi ha. Ryobi này, nó đẹp. Ô con này lớn này, 38cc luôn mọi người, con này mạnh đấy, mạnh vô cùng luôn, 38 luôn. Ryobi ha, D27, 81,8 triệu. Này, mấy con dòng này cắt nó lì lắm mọi người, trâu bò lì lắm, làm cắt được 3 tấc nhá, xích chuột chân xích chuột 1/4 ha. Rồi D27, xong D28 là một con Zenot Komatsu khá là đẹp ha. Đấy,
Thì cái lâu lúc mà cây mà có mình có quay nó 1,8 triệu ấy, cái con này nó vậy G310 ha. Đấy, rất là đẹp. Xích chuột 1/4 làm cắt được 3 tấc. Giờ nó cao su rất là đẹp ha. Ok. Rồi, đây 29. 29 là một con BMS gọi là Tanaka đấy, 290 29cc. Làm cắt được 3 tấc ha. Đẹp, rất là đẹp. Rồi. Sang con Tanaka ECS 330. Đấy. Rất là đẹp. Làm cắt được 3 tấc rưỡi nha mọi người. Em đã quay xong lô máy ngày hôm nay. Quý vị anh chị các bạn nào có muốn mua bất kỳ một con máy nào thì liên hệ trực tiếp ha. Ngoài ra bên em còn rất nhiều sản phẩm mà bên em chưa có kịp là quay nổ lên tình thì chưa quay cho mọi người. Mọi người cần việc cứ hỏi ha. Rồi cảm ơn mọi người theo dõi video. Mọi người khi trong xem video mọi người nhớ ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.